Thưa sư, phước cúng dường qua hình thức chuyển khoản thì quả trổ sẽ như thế nào ạ? À, theo như con được biết thì nếu bố thí tận tay thì phước sẽ lớn hơn. Nhưng đối với các vị ở xa không có điều kiện nên phải chuyển khoản, phải qua trung gian, không biết quả phước người có bị giảm không? Cái vấn đề ở đây là nằm ở cái trạng thái tâm. Tức là khi mà mình bố thí trực tiếp, mình đến gặp trực tiếp, mình bố thí tận tay một cách trực tiếp, thì cái trạng thái tâm của mình, cái hỷ lạc nó sẽ cao hơn. Cái sự nỗ lực tâm của mình nó sẽ cao hơn, sẽ mạnh hơn. À, còn cái việc chuyển khoản thì nó ít cái sự nỗ lực tâm, cho nên là phước nó sẽ kém hơn. À, sư đưa ra một cái ví dụ cho quý vị thấy nè. Như trường hợp mà của Bồ Tát Xú Mê Thá, khi mà ngài làm phước đến Đức Phật Diên Đăng thì ngài có gọi là có tứ thiền bát định, có thần thông nghe. Cái con đường đó lẽ ra với thần thông á, thì ngài biến một cái là xong chuyện rồi. Nhưng ngài không dùng thần thông mà ngài bỏ công sức bằng tay bằng chân tự ngài đi lắp cái con đường đó. Bởi vì cái đó mới thể hiện cái sự nỗ lực. À, cho nên là nói về cái phương diện phước báo, có nhiều khi mình thấy nó tiện thì đúng là tiện đó, nhưng mà xét về phương diện nỗ lực tâm thì nó không bằng cái chuyện là mình tự thân vận động, tự thân trực tiếp. À, sư giả sử nha, quý vị đi chỗ đi thậm chí đi từ Mỹ mà về Việt Nam rồi lặn lội đường xa tới tận nơi rồi bố thí cúng dường, nó phước nó đảm bảo lớn hơn. À, không biết đại đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này. Dạ kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, về cái khía cạnh mà gọi là cùng một trạng thái tâm mà cái hành động làm á, thì đại đức hạnh tọa giải thích á, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý. Ở đây á, sư sẽ phân tích một khía cạnh khác để cho quý vị hiểu hơn là cái việc mà mình hiểu, đôi khi mình hiểu mà cái việc làm phước á, làm phước mà chuyển khoản hay là làm phước mà bố thí tận tay á, nó có những điểm khác biệt như vậy thưa quý vị. Và như vậy nè, nếu á, quý vị có bao giờ nghĩ là nếu một người cúng dường chuyển khoản nhưng mà người đó là có tin vào nghiệp quả của nghiệp, hay còn gọi là cúng dường với tâm hợp chí đó, hợp chí tuệ đó, mà một người đó đó mang tiếng là cúng dường tận tay nhưng mà tâm ly trí, thì nghĩa là tâm không có trí tuệ, thậm chí cúng dường để mong cầu cái này thế này thế nọ, mặc dù cúng dường tận tay nhưng mà để là mong sanh thiên, mong giàu có, mong sức khỏe, mong công danh lợi lộc, vân vân. Thì vì so với một người cúng dường chuyển khoản nhưng mà họ có đầy đủ tâm tư, có nghĩa là tư tiền, tư hiện, tư hậu, là khởi tâm hoan hỷ trước cái việc thiện đó, và trong khi làm hoan hỷ và sau khi nhớ lại hoan hỷ, đó là tâm tư. Và có hợp trí tuệ là tin vào tam bảo, tin vào nghiệp quả của nghiệp và ước nguyện sớm ngày chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt đến niết bàn. Quý vị nghĩ phước của bên nào sẽ lớn hơn? Đó, và trường hợp ba cũng trường hợp đó, và suy ngược lại cũng vậy. Cho nên đây là một cái sư tích khía cạnh khác, khiếp một cái cạnh lại khác nữa nha, để cho quý vị, để cho các mình cho các cách nhìn đa dạng. Còn về cái cạnh mà cùng một trạng thái tâm mà Đức Hạnh Tuệ đã phân tích đó, thì rất là chính xác, rất đầy đủ, và sư cũng hoàn toàn đồng ý. Ở đây sư chỉ phân tích thêm về khía cạnh mà mình làm bất cứ thiện nghiệp gì, thì nhấn mạnh mình làm bất cứ thiện nghiệp gì, quan trọng nhất là phải cái tâm đó, cái trạng thái tâm đó phải hợp trí tuệ, các vị nó mới quyết định được là quý vị có rút ngắn được cái sinh tử luân hồi hay không. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi.
Hiểu.